Ok, và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Ender đấy. Đá đỏ là một trong những vật phẩm nổi tiếng nhất ở trong Minecraft. Bởi vì các bạn chỉ cần hiểu về nó một chút mà thôi thì các bạn có thể chế tạo ra được hầu hết tất cả những mọi thứ mà các bạn muốn. Và đây nó mới chỉ là một trong những công trình đơn giản bậc nhất ở trong Minecraft mà thôi. Ngoài ra thì với đá đỏ, các bạn còn có thể chế tạo ra được rất là nhiều thứ khác, như là cửa piston tự động này, hoặc là hầm trú ẩn bí mật này. Đó. Hay phức tạp hơn một chút thì có cả thang máy này. Hay thậm chí các bạn có thể tạo ra được cả một cái căn nhà đầy đủ tiện nghi, gần như không thua kém gì ngoài đời, chỉ với đá đỏ. Và theo như lý thuyết thì với đá đỏ, các bạn có thể tạo ra được tất cả mọi thứ ở ngoài đời. Ngoài đời có thứ gì thì ở trong Minecraft cũng có thứ đó. Tất nhiên là các bạn sẽ cần phải hiểu biết về đá đỏ khá là nhiều rồi. Đồng thời phải sở hữu một cái cây PC siêu mạnh nữa, nếu như không muốn cái máy tính của bạn tự nhiên BOOM. Và những công trình đá đỏ trong Minecraft nó nhiều vô số kể luôn. Nhưng mà mình khá là thắc mắc liệu đâu là công trình đá đỏ xịn sò nhất. Và cũng vì vậy nên ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là 7 công trình đá đỏ vĩ đại và xịn sò nhất ở trong lịch sử Minecraft. Ok, và trước khi các bạn xem video này của mình thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và bấm một nút đăng ký để giúp mình có thêm động lực làm được video mới nha. Và cũng đừng quên là nếu như các bạn nào có một cái ý tưởng nào đó hay ho thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với công trình đá đỏ đầu tiên. Và bởi vì đây là công trình đầu tiên nên công trình này cũng là công trình đơn giản nhất ở trong video ngày hôm nay. Và đó chính là một cái cửa piston. Nhưng nó sẽ to hơn cái cổng này rất là nhiều. Và với những cái loại cửa piston này, cửa càng lớn thì độ khó càng cao. Ví dụ như khi mà các bạn xây một cái cửa 2x2 thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nối hai cái sợi dây cùng với lại bốn cái piston vào với nhau thì đó, rất là đơn giản, các bạn đã tạo ra được một cái cửa piston 2x2. Nhưng khi mà chúng ta nâng lên 3x3 thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì độ khó của việc chế tạo một cánh cửa 3x3 nó có thể tăng lên gấp 10 hoặc là 20 lần. Chứ chưa nói đến 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, thậm chí là 21x21. Thì mình cũng không thể nào tưởng tượng được làm sao họ có thể chế tạo ra được một cánh cửa piston mà nó lớn đến 21 block ạ. Nhưng tất cả những cánh cổng đó vẫn chưa là gì so với lại cánh cổng piston lớn nhất ở trong lịch sử Minecraft. Đó, và như các bạn đang thấy, đây là một cánh cổng nó cực kỳ to. Và cái cánh cổng to chà bá này nhá, nó thực sự có thể hoạt động được. Đó, và đây cũng chính là điểm đặc biệt nhất của cái cánh cổng này. Oh my god. Nó rất là to luôn nha, nhưng mà lại có thể hoạt động được một cách bình thường. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái cánh cổng này, xem nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Để xem thực sự một cái cánh cổng to chà bá như thế này thì nó có thể hoạt động được hay không. Nào. Và như các bạn đang thấy, và cái cánh cổng này nhá, nó thực sự có thể hoạt động được nha các bạn. Đó, mặc dù là cái nó rất là lag nha các bạn. Đó, nó lag đến mức mà những block ở trong Minecraft bị biến mất luôn. Oh my god. Và thực sự là một cái cánh cổng nó to như thế này đấy thì độc việc đóng vào và mở ra thôi, nó sẽ mất đến khoảng 30 phút nhá, thì nó mới có thể hoàn toàn đóng vào và mở ra một cách bình thường được. Nhưng mà thực sự thì mình không có thời gian để làm điều đó nữa. Nên bây giờ nhá, mình sẽ cho các bạn xem một cái video về quá trình hoạt động của cái máy này. Đó, và như các bạn có thể thấy thì khi mà cánh cửa nó được mở ra, bởi vì cái cánh cổng này thực sự nó quá là lớn, thế nên nó sẽ được mở ra theo một cách khá là khác thường. Đó chính là cả cánh cửa nhá, thì nó sẽ trôi đi dần dần theo thứ tự, dần dần, chứ nó không thể một phát mở ra luôn được, bởi vì nó cũng quá là to rồi mà. Và đóng vào thì nó cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy, nhưng mà theo hướng ngược lại mà thôi. Ok, và thực sự là cái máy của mình nó không thể nào chịu nổi cái cánh cửa này các bạn ạ. Và theo như tác giả cũng là người đã xây dựng nên cái công trình này, thì cái cổng này là cánh cổng piston lớn nhất mà chúng ta có thể xây dựng được. Tức là các bạn sẽ không bao giờ có thể xây ra được một cánh cổng lớn hơn như thế này nữa, bởi vì đơn giản là nó đã chạm đến tận giới hạn của Minecraft luôn rồi. Đó, 319 block. Và công trình cực kỳ vĩ đại tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một ngôi nhà. Đó, nhưng mà tất nhiên rồi, đây không phải là một căn nhà bình thường, mà đây là một căn nhà biết đi. Đó, căn nhà này nhá, nó có thể đi được. Đấy, và như các bạn có thể thấy, nó có tới tận 1, 2, 3, 4, 5
10 cái chân ngầu vãi. Oh my god. Đó, và căn nhà này nhá, nó có tới tận 10 cái chân luôn. Nhưng mà ấn tượng nhất đấy thì chúng ta phải nói đến đó chính là cái căn nhà ở phía bên trên này này. Đấy, thì như bình thường khi mà chúng ta chế tạo một cái căn nhà mà muốn làm cho nó di chuyển được thì các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề: máy đi, còn nhà thì ở lại. Hoặc cũng có thể là do căn nhà quá lớn nên không thể mang theo được. Nhưng mà theo những gì mà mình đang thấy ở đây thì nó lại đang nói cho mình một điều ngược lại. Bởi vì đằng sau cái căn nhà này nhá, nó có cả một cái hệ thống đẩy rất là lớn luôn. Và hệ thống đẩy này nhá thì nó sẽ cho phép cái ngôi nhà này của chúng ta có thể di chuyển được. Ok, và không lôi thôi lằng nhằng nữa. Nhưng mà thực sự thì đây là một công trình rất là ngầu luôn. Bởi vì bình thường là chúng ta xây nhà trên mặt đất đúng không? Và nó sẽ bị cố định ở một cái vị trí nào đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Chúng ta bây giờ đã có được một căn nhà, thậm chí nó có thể di chuyển được ở khắp mọi nơi luôn. Thì theo như tác giả của công trình này thì chúng ta sẽ cần phải đập cái khối hắc diện thạch ở đây đi nhá. Đó, và tiếp theo là kích hoạt một cái piston. Ở đâu ấy nhỉ? Đây à? Ồ, đây rồi. Đó, và các bạn thấy không? Thì căn nhà này nó thực sự đang bước đi. Và đây cũng chính là một trong những công trình vĩ đại nhất ở trong lịch sử Minecraft. Đó, các bạn nhìn những cái chân này. Đấy, nó đang dần dần, và từng một cái chân nhá, nó sẽ dần dần bước đi. Đó, các bạn thấy không? Ngầu vai. Nhưng mà có một vấn đề đấy. Đấy là cái căn nhà này nó đang bước đi như thế này đúng không? Thế thì làm sao để dừng lại nhỉ? Thực ra thì để dừng cái căn nhà này lại đây thì cũng khá là đơn giản thôi. Đó, các bạn chỉ cần đi xuống phần dưới này. Đó, sau đó các bạn nhớ tiến lên nhá. Ui, chết cha. Đây, đó các bạn sẽ đi khéo khéo một tí. Đi xuống phần phía dưới này, đặt cục oxygen vào đây. Đó, vậy là xong. Sau một lúc thì căn nhà này sẽ dừng lại hoàn toàn. Tuy nhiên thì căn nhà này nhá, nó có một cái nhược điểm, đó chính là bản thân cái căn nhà này nó chỉ có thể di chuyển được ở trên cái mặt phẳng mà thôi. Chứ nếu như mà cái đường nó gồ ghề một, chỉ cần một chút xíu rồi nhá, thì căn nhà này nó sẽ bị dừng lại và không thể nào di chuyển được nữa. Và công trình tiếp theo cũng là một trong những công trình đá đỏ vĩ đại nhất trong lịch sử Minecraft, và đó chính là một căn biệt thự đá đỏ. Và mình phải nói thật thì căn biệt thự này thực sự nó rất là khủng khiếp. Bởi vì khi mà mình nhìn về hướng của căn biệt thự nhá, thì ngay lập tức số FPS của mình bị giảm xuống đáng kể luôn. Nghĩa là thực sự căn biệt thự này nó rất là lớn và đồng thời cũng rất là lag luôn nha. Và khi mà mình quay sang một hướng khác thì ngay lập tức số FPS của mình đã tăng lên gấp 5 lần này. Và từ đây thì chúng ta có thể thấy là cái căn biệt thự này nó lag như thế nào luôn. Úi, còn có 70 FPS này. Đó, căn biệt thự này nó rất là lớn nên nó sẽ khiến cho máy tính của các bạn rất là lag nhá. Nên các bạn nào mà máy yếu thì chắc chắn là sẽ không thể nào chịu được cái độ rộng lớn của căn biệt thự này đâu. Rồi, và tiếp theo thì ở đây sẽ có một cái chìa khóa lúc nãy mình tìm thấy trong rương này. Và đặt chìa khóa vào đây à? Ok. Đó, và xem nào. Và khi mà mình đặt chìa khóa lên thì cái lava ở bên dưới đây thì nó cũng được tắt đi luôn rồi này. Và có vẻ như đây là một cơ chế phòng thủ của cái ngôi nhà này các bạn ạ. Khá là hay đấy. Rồi, và có vẻ như chúng ta đã vào trong căn biệt thự này rồi này. Và vừa vào thì chúng ta được bút tốc chạy này. Từ, mình đoán là chắc là từ cái bacon ở đằng kia. Rồi, và ở đây thì cái gì đây? Và thì ra cái này là nút tắt đèn các bạn ạ. Ngầu vãi. Oh my god. Ok, khá là hay đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tắt cái đèn này đi. Bởi vì hiện tại là buổi sáng, mà buổi sáng thì cần quái gì đèn đúng không? Lag thực sự các bạn ạ. Và khi mà mình đi vào trong cái căn biệt thự này, còn 10 khung hình trên đây. Ok, và sau khi mình setting lại Minecraft một tí thì có vẻ như là nó cũng đã đỡ lag hơn rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào và khám phá cái căn biệt thự này nhá. Thực ra thì nó cũng không đỡ lag hơn bao nhiêu. Lag vai cả trưởng. Ok, và sau khi mình đã chỉnh xuống phiên bản nào 1.8 thì có vẻ như là có vẻ như là chúng ta đã đỡ lag hơn rất là nhiều. Và ở đây nhá thì có vẻ như chúng ta sẽ có một vài tính năng khác ở trong cái căn nhà này. Thì đây là cái gì? Cầu. Có vẻ như đây là mình có thể đóng được cầu khi mà đang ở trong nhà đúng không? Thật luôn này các bạn ạ. Đó, và khi mà chúng ta đóng cầu lại thì nó bên dưới nhá, nó cũng sẽ nổi lại lava lên. Đó, căn biệt thự này tính ra cũng khá là an toàn đấy chứ. Ok, và tính năng tiếp theo đây là gì đây?
có vẻ như đây là cái lớp an toàn thứ hai của cái ngôi nhà này các bạn ạ. Thì khi mà chúng ta gạt cái này xuống nhá, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra một cái hàng rào sắt để chắn cái cửa vào này này. Đó, và căn nhà này bây giờ sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ tắt nó đi thôi, bởi vì trông cứ như nhà tù ấy. Bí bách quá. Và sau một lúc tham quan căn biệt thự được mệnh danh là căn biệt thự đá đỏ xịn sò nhất Minecraft này, thì mình phát hiện ra, ồ, nó xịn sò thật các bạn ạ. Ở trong căn biệt thự này có vô cùng nhiều những cỗ máy đá đỏ hết sức là độc đáo. Đơn giản như một cái lò sưởi như thế này thì nó cũng được làm hết sức là xịn sò luôn. Đấy, và nó để ẩn nước vào bên trong tường nhá. Hay là một cái tầng hầm được ẩn dưới sàn nhà. Và hơn nữa là cái tầng hầm này nó còn có cả cầu thang luôn nhá. Sau khi mình đi xuống dưới cái cầu thang của tầng hầm này thì mình phát hiện ra một cỗ máy trông khá là kỳ lạ. Nó cũng là một cái tủ lạnh thôi, nhưng mà nó có thể chọn được các món ăn. Các bạn đơn giản chỉ cần chọn món mà các bạn muốn ăn và bấm vào cái nút ở bên cạnh, thì đợi một lúc nó sẽ thả ra đúng cái món mà các bạn đã chọn. Nhưng cũng có một vài cỗ máy khá là hữu dụng, ví dụ như là một cái lò nung tự động chẳng hạn. Các bạn chỉ cần bỏ than và thịt sống vào và đợi một lúc thì nó sẽ tự động nấu tất cả mọi thứ ăn cho các bạn. Nhưng mà ngạc nhiên nhất thì mình vẫn phải nói đến, đó chính là cái máy tự động pha thuốc. Bởi vì thực sự là mình chưa bao giờ nghe đến một cái cỗ máy pha thuốc luôn, nhưng mà ở trong đây nó lại thực sự tồn tại các bạn ạ. Và cách dùng của cái cỗ máy này thì nó cũng rất là đơn giản luôn nhá. Các bạn chỉ cần chọn nguyên liệu ở cái bảng lúc nãy, sau đó nhấn nút và đợi khoảng tầm 30 giây thì nó sẽ pha chế ra đúng cái loại thuốc mà các bạn đang muốn luôn. Và tiếp theo công việc của mình đó là chờ để cho những cái lọ thuốc này nó được nấu xong hoặc là pha chế xong gì đấy. Mình cũng chả biết ở trong, ồ, có vẻ như nó pha chế xong rồi các bạn ạ. Ồ, và nó thực sự có thể pha chế ra được những cái lọ thuốc thở dưới nước này. Tiếp theo thì mình đã thử nghiệm thêm một vài tính năng khác và phát hiện ra ở phía dưới đây nó có cả một cái bàn phù phép được ẩn phía dưới sàn. Nhưng nó sẽ chỉ xuất hiện khi mà các bạn kích hoạt cái nút. Sau đó thì cái bàn phù phép sẽ được hiện ra một cách vô cùng khéo léo. Và ở đây thì nó còn có cả một cái cổng địa ngục ẩn phía sau tường nữa cơ. Nếu như mà nó không có những cái nút ở bên cạnh thì chắc là mình sẽ chả bao giờ phát hiện ra là ở chỗ này có một cái cổng địa ngục luôn đấy. Sau đó thì mình còn phát hiện ra ở đây còn có cả một cái thang máy. Sau khi mà mình khởi động thì nó đã dẫn mình xuống cái tầng hầm. Và nếu như mình nhìn không nhầm đấy thì cái tầng hầm này nó là một cái két sắt các bạn ạ. Sau khi mình giải xong những câu đố ở bên phải bức tường và nhập đúng mật khẩu thì cái két sắt nó đã được mở ra. Nhưng mà thực ra không phải các bạn ạ, cái này nó không phải là cái két sắt mà nó chỉ là một cái căn phòng bị khóa mà thôi. Trong đây thì mình đã tìm thấy được một cái cỗ máy trông khá là thú vị. Đơn giản thì nó là một cái máy sẽ giúp các bạn có thể thay đổi được màu sắc của cái bacon bằng cách chọn một màu sắc mà các bạn thích. Tiếp theo thì mình đã tìm thấy được một căn phòng trông rất là phức tạp và mình cũng chả biết cái căn phòng này là cái căn phòng gì luôn. Ở đây thì mình còn tìm thấy được một cái cỗ máy tự động mặc quần áo. Nhưng mà đặc biệt là các bạn có thể tự chọn được màu sắc của cái trang phục mà các bạn muốn mặc. Ok, và bây giờ mình sẽ thử lấy một cái bộ quần áo màu xanh nhá, để xem cái cỗ máy này nó có thể mặc được đúng cho chúng ta cái bộ quần áo màu xanh hay không. Yo, và nó lấy đúng luôn này các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới phần đá đỏ này nhá, để tham quan những bộ phận đá đỏ của cái căn biệt thự này. Thì các bạn có thể thấy căn biệt thự đá đỏ có khác. Bên dưới có rất là nhiều thiết bị đá đỏ ở phía dưới nhà luôn. Hình như ở bên trong đấy nó còn có khá là nhiều phòng mà mình chưa biết luôn nhá. Có vẻ như đây là những cái tính năng gì đó. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ không review tính năng này đâu, bởi vì nãy giờ mình review về căn nhà đá đỏ này nó quá là nhiều rồi. Và mình có một cái thông tin đấy, đó chính là bên trong cái căn nhà đá đỏ này nó có tới hơn 100 các bộ máy đá đỏ khác nhau. Thế nên là chắc là nãy giờ mình mới review được chắc khoảng nửa thôi. Và phần còn lại thì các bạn sẽ phải tự khám phá thôi nhá. Và công trình đá đỏ vĩ đại nhất ở trong lịch sử Minecraft tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một công trình đá đỏ cực kỳ phức tạp và nó cũng rất là to lớn nữa. Nhưng mà nếu như các bạn chỉ nhìn ở phía bên trong của cái cỗ máy đá đỏ này đấy thì các bạn sẽ khá là khó phát hiện đây là cỗ máy gì. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cho các bạn xem nhá. Và đúng như các bạn đang thấy, đây là một cái khối piston nhưng lại sở hữu một kích thước vô cùng khổng lồ. Nhưng mà một cái khối piston khổng lồ như thế này thì liệu nó có thể thực sự hoạt động được hay không? Và câu trả lời ở đây đó là cái piston này có thể hoạt động được. Và hoạt động của cái piston này nó lại còn vô cùng trơn tru luôn nhá. Bằng việc kết hợp dày đặc một số lượng khổng lồ đá đỏ, slam block và piston, cuối cùng tạo ra một lực đẩy khổng lồ giúp cho cái piston này nó có thể hoạt động được một cách bình thường. Tuy nhiên thì mình sẽ không khởi động cái piston này đâu. Lý do thì cũng rất là đơn giản, bởi vì kích thước khổng lồ của nó sẽ làm cho cái PC của mình phát nổ mất. Nhưng điều quan trọng nhất bởi vì kích thước quá là lớn của nó. Và theo như người đã xây nên công trình này thì tổng khoảng thời gian mà cái piston này đóng vào và mở ra có thể kéo dài lên đến tận 10 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên là mình cũng chả muốn làm một cái video mà nó dài đến cả 10 tiếng đồng hồ đâu. Thế nên bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cách mà cái công trình này hoạt động nhé.
Đó, các bạn thấy không? Thì cái piston khổng lồ này nó có thể thực sự hoạt động được. Đồng thời thì để cái bộ phận đẩy nó có thể đẩy ra hết cỡ đấy thì cũng rất là chậm. Và đây thì nó là một cái điều không thể nào tránh khỏi được, bởi vì kích thước của cái cỗ máy này nó cũng quá là lớn. Và các bạn cũng đừng nhầm tưởng là cái piston này nó đóng vào nhanh như thế nhá, bởi vì thực chất cái video mà các bạn đang xem ở đây nó đã được tua nhanh lên 3600 lần. Và đến ngay cả như vậy thì cái piston này nó vẫn mất tới tận 10 giây để có thể đóng vào hoàn toàn được. Cái piston này cũng là cái piston lớn nhất mà chúng ta có thể xây dựng nên được. Một cạnh của nó bắt đầu từ tọa độ -64 và kéo dài cho tới tận tọa độ 319, cũng chính là giới hạn lớn nhất của Minecraft hiện tại. Kích thước của nó đã chạm tới tận giới hạn của Minecraft luôn rồi. Thế nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể chế tạo ra được một cái piston lớn hơn cái piston này nữa. Ok, và sau khi chúng ta đã thử nghiệm xong cả 4 công trình kia, và đấy đều là những công trình hết sức là xịn sò, nhưng mà so với công trình thứ 5 này thì cả 4 công trình kia đều chả là gì cả. Và cũng có thể nói đây chính là công trình đá đỏ vĩ đại nhất ở trong lịch sử Minecraft. Và nếu như mà các bạn đang thắc mắc thì công trình này có gì đặc biệt mà khiến cho mình nói đây chính là công trình đá đỏ vĩ đại nhất trong lịch sử Minecraft, thế như các bạn đang thấy, các bạn đã tưởng tượng ra cái công trình này nó là cái gì chưa? Thì nếu như các bạn chỉ nhìn qua đấy thì rất là khó để có thể biết đây là cái công trình liên quan đến thứ gì. Nhưng khi mà các bạn đi xa ra một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái màn hình trông khá là quen thuộc. Hình như nó là Minecraft đúng không? Hơn nữa khi mà các bạn nhìn xuống phía dưới thì các bạn lại thấy ở đây có một cái tay cầm điều khiển. Ồ, vậy thì đây tức là chúng ta đang chơi Minecraft ở trong Minecraft luôn à? Ồ, đó, và đây cũng chính là điểm đặc biệt của cái công trình này, bởi vì bây giờ các bạn có thể chơi Minecraft ở trong Minecraft luôn. Tuy nhiên thì thế giới Minecraft ở trong cái cỗ máy đá đỏ này nó rất là bé, nó chỉ là một cái thế giới rộng 8x8 với duy nhất một cái cây và bao gồm có 16 block khác nhau cùng với một ít thức ăn và một ít dụng cụ. Tất nhiên là các bạn cũng có cả bàn chế tạo và một cái lò nung nữa. Nói chung thì cái game Minecraft ở trong cái cỗ máy đá đỏ này thì nó chả khác gì Minecraft bình thường, chỉ khác duy nhất đấy là thế giới của nó rất là bé, đồ đạc và các block thì ít đến đáng thương luôn. Và các bạn hoàn toàn có thể coi cái trò chơi Minecraft ở trong cỗ máy đá đỏ này dễ hiểu thì là một phiên bản thu nhỏ của Minecraft ấy. Và các bạn có thể điều khiển trò chơi Minecraft bằng cách sử dụng những cái nút ở đây, hay là di chuyển ở trong game. Đấy, thì chúng ta có thể di chuyển được các hướng bằng những cái tấm áp lực ở dưới này này, hoặc là các bạn có thể bật cái công tắc này lên để cho chúng ta có thể chạy được. Còn ở đây hình như là chọn vật phẩm ở trong cái thanh công cụ này. Tuy nhiên thì sau khi thử nghiệm một vài tính năng ở trong đây như kiểu là thả vật phẩm hay là nhảy thì mình phát hiện ra là nó gần như là không hoạt động. Một lúc sau thì mình bắt đầu điều tra và nghiên cứu thì mình phát hiện ra một bí mật động trời, đó chính là cái game này nó cực kỳ lag, và tuyệt đối nó không phải lag ở mức độ bình thường đâu các bạn ạ, mà nó phải gọi là siêu siêu lag luôn. Bởi vì chỉ một thao tác rất là nhỏ ở đây thôi thì cái trò chơi Minecraft lởm này nó cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ thì nó mới có thể phản hồi lại được. Tức là như kiểu bây giờ mình bấm một nút thả vật phẩm chẳng hạn thì chắc là phải một tiếng sau nó mới phản hồi các bạn ạ. Hơn nữa là cái video mà mình đã cho các bạn xem vừa nãy về cái Minecraft phiên bản lởm này thì thực ra video này đã bị tua nhanh 2 triệu lần. 2 triệu lần đấy nhá. Đó, và một cái con số khủng khiếp như vậy thì nó mới có thể khiến cho cái trò chơi này nó hoạt động được. Và chủ nhân của map này cũng đã thừa nhận là khi mà anh ấy đang chơi cái map này đấy, cái máy tính của anh ấy suýt nữa bị nổ bởi vì khung hình chỉ có 0,1 FPS trên giây. Từ đây thì các bạn mới có thể thấy được cái trò chơi này nó lag khủng khiếp như thế nào. Đó, và cái map mà mình đang sử dụng ở đây nhá, nó cũng chỉ là một cái phiên bản không hoạt động mà thôi. Thế nên khi mà mình chơi ấy, nó sẽ không bị lag. Nhưng điều đặc biệt nhất của trò chơi Minecraft phiên bản ở trong Minecraft này, đó chính là cỗ máy này hoạt động bằng 100% đá đỏ, không lệnh, không có man block, cũng không có data pack và mod gì cả. Và chỉ dựa vào 100% đá đỏ mà anh chàng này đã có thể tạo ra được một trò chơi hoàn chỉnh, thì mình phải nói đây là một điều hết sức là vĩ đại và hết sức là kinh khủng. Và khi mà mình nhìn vào trong cái đống đá đỏ ở trong đây đấy thì thực sự là mình không hiểu cái gì cả, bởi vì nó quá là phức tạp. Và càng đi sâu xuống thì mình lại càng choáng ngợp bởi vì cái độ khủng khiếp của đá đỏ ở phía dưới này. Và đó cũng chỉ là 5 cỗ máy đá đỏ vĩ đại nhất ở trong lịch sử Minecraft. Cũng vì vậy nên video của mình cũng đến đây là hết mất rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video nào của mình thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và bấm nút đăng ký để giúp mình thêm động lực làm video mới nha.